xa xôi, tìm trong mênh mông những sinh linh đang nổi trội. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tạo ra. Gian lao bao hiểm nguy, bao bùng phong ba, càng yêu quê hương, yêu thiết tha biển quê nhà. Tàu ai ra khơi đã quay về, về tránh bão giông, ngược đoàn tàu đi, ta lướt nhanh về phía biển đông. Trong lòng ta nhổ neo ra khơi, ta tiến về chân trời xa xôi, tìm trong mênh mông những sinh linh đang nổi trội. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tạo ra. Tránh bão giông, ngược đoàn tàu đi, ta lướt nhanh về phía biển đông. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tàu xa. Thank you.
giới thiệu với anh, đây là Lan, phó giám đốc, trợ lý của em, còn là bạn rất thân của em từ hồi nhỏ. Dạ. Giới thiệu với Lan, đây là anh Quốc Đông, một đại gia nổi tiếng của đất này đấy. Mà anh Quốc Đông có nhiều tàu biển lắm đấy. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Phải nói là anh thật có diễm phúc được làm quen với em. Em có mái tóc dài, ấn tượng lắm người đẹp ạ. Dạ, cảm ơn lời khen của anh. Không có gì. Nhưng nhất định anh em mình sẽ phải gặp nhau sau này rồi. À, vâng. Em tên là gì? Và em có thể cho anh số điện thoại được không? Đây, các của cô ấy đây. Khi nào rảnh, anh Quốc Đông điện thoại cho tụi em, anh em mình đi nhậu với nhau nhá. Đương nhiên rồi. Gửi anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Vâng. Bây giờ anh đang có khách. Chào anh ạ. Lúc nào rảnh gặp em. Chào ông. À, chào cậu. Ngồi đi. Cà phê nhé. Ừ, một đen đá. Cho một đen đá em ơi. Nào, cậu gặp tôi có việc gì? Vâng, tôi muốn gặp ông với tư cách là hai người đàn ông với nhau. Chà, cậu cũng can đảm nhỉ. Được thôi, tôi nghe đấy. Trước tiên, tôi muốn ông để cô ấy được yên. Nếu cô ấy còn nợ nần gì ông, hãy đòi ở tôi. Cậu có biết con nhỏ đó nợ nần tôi thế nào không? Theo tôi nghĩ, cả đời nó và cậu cộng lại cũng không trả hết tôi đâu. Chính vì vậy mà tôi muốn gặp ông để nói chuyện này. Lão, dành con đòi nói chuyện ông bành tổ à? Mày không đủ tư cách đâu con. Nếu không vì thằng bố mày can thiệp thì hôm nay mày đâu còn được ngồi đây để nói chuyện phải trái với tao. Xin ông cứ bình tĩnh. Nếu mà sợ ông thì tôi đã không đến để gặp ông. Và còn một điều này nữa, tôi vốn là lính tàu xa nên không biết sợ là gì đâu. À, mày dám à? Sao lại không dám chứ? Ông đang gặp nhầm đối tượng rồi đấy. Cho nên nếu ông còn nhớ ơn cứu mạng của tôi ngày xưa thì hãy vì tôi, vì Thủy mà để cho chúng tôi được yên. Còn bố tôi, đó là người cha bất đắc dĩ của tôi. Nếu mà ông ấy can thiệp vào chuyện này thì ông hãy để tôi gặp ông ấy hỏi thử xem. Tôi được. Ok. Từ hôm nay mày được phép của tao chung sống với con nhỏ ấy. Và thậm chí hết tiền hay gặp khó khăn gì cứ đến gặp tao, tao sẽ cứu mà. Ok. Tốt. Hết chuyện nhé. Chào ông. Thank you.
Lần đầu tiên em thấy đại ca thương người như vậy đấy. Mẹ nó chứ, nó biết thừa thằng bố nó ép tao. Rồi sẽ có ngày tao cho cả nhà nó phải chết. Kìa, đại ca nói như vậy không hay đâu. Ở đây tai vách mạch rừng mà. Tao thế đấy, tao mà sợ thằng nào. Mà thôi, cái vụ làm ăn tới mày đã rà soát tất cả chưa? Ok, ổn hết rồi đại ca. Tốt, vẫn như mọi lần. Căng mắt ra mà nhìn đấy, bọn tuần tra trên biển dạo này lùng sục khắp đấy. Dạ, em nhớ rồi đại ca. Còn cái vụ hàng lên tàu phải qua cảng vụ thì thế nào ạ? Đã xong, chờ đến giờ cho hàng lên. Vậy là đại ca đã giải mã xong rồi, em nhẹ cả người. À, còn cái vụ thằng thủy thủ tàu xa kia, nếu đại ca muốn thì chỉ trong vòng 6 giờ, em đảm bảo đại ca sẽ không còn nhìn thấy nó trên cõi đời này nữa. Tao cũng muốn thế lắm chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cái gì cũng có lúc của nó. Trước mặt chúng mày cấm được động vào nó. Cứ để cho nó tưởng nó là chân lý còn mẹ gì đó. Dình sau này bụp một phát, hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi đại ca. Thôi, mày về tàu đi. Dạ, em xin phép đại ca. Ừ. Chào anh. Hôm nay chủ nhật ngày nghỉ, sao anh không ở nhà với chị và cháu mà lại ra đây ngồi uống cà phê? Có việc gấp nên mình gọi cậu ra đây. Ta vừa uống cà phê vừa trò chuyện luôn. Chào cốc cà phê anh ơi. Dạ vâng ạ. Chắc là việc quan trọng lắm hả anh? Ừ, cũng tương đối. Ngày mai cậu, Đàm và em phải ra Hải Phòng họp. Cục tổ chức họp đột xuất về tình hình khí tượng năm nay. Mình cũng định ra, nhưng anh Vũ điện về báo mình phải trực lãnh đạo, nên cậu phải đi thay mình. Còn Đàm và em thì đi ra Hải Phòng dự lớp tập huấn do cục tổ chức. Chà, gấp gáp quá anh nhỉ. Chính vì vậy mình mới gọi cậu ra đây. Hôm qua mình đã gọi điện thoại cho bộ phận hành chính đặt vé cho các cậu rồi. Đàm và em thì đã có kế hoạch ra từ trước, chỉ có cậu là bị động thôi. Vâng, nhưng ngay ngày mai hả anh? Ừ, 2 giờ chiều bắt đầu họp. Mọi giấy tờ liên quan để cậu mang ra đó báo cáo, mình đã chuẩn bị rồi. Anh Vũ đang ở ngoài Hải Phòng, nếu có việc gì cần xin ý kiến, cậu cứ gặp trực tiếp anh ấy. Việc trên tàu đã có mình trực, cậu cứ yên tâm. Vâng, việc phải thế thì cũng phải thế thôi. Nhưng mà ngày mai em và Đàm và cậu em cùng ra ngoài ấy ạ. Ừ. Các cậu phải ra sớm một ngày để làm thủ tục nhập học. Kiên này, cậu có việc gì lo lắng à? Có việc gì cứ nói thật, đừng giấu mình nhá. Dạ, em có gì giấu anh đâu. Nhà em bình thường, con cái thì ngoan ngoãn, vợ thì quen với những chuyến đi đột xuất như thế này rồi. Thậm chí trong nhà bao giờ cũng có một vali đầy đủ quân tư trang để sẵn sàng xuất phát bất cứ khi nào. À, bà xã mình cũng thế.
Hóa ra để chuẩn bị cho anh em mình đi công tác xa, các bà đã phải học hỏi kinh nghiệm của nhau. Vậy ra ngoài ấy họp, mình có báo cáo việc cậu được bỏ tàu xa đi không anh? Có chứ. Việc đó anh Vũ ở ngoài ấy cũng nắm rõ tình hình rồi. Mọi thông số và tình hình thực tế của trung tâm thế nào, có thế nào, cậu cứ nói như thế. À kia này, theo như anh em cho biết thì cậu được bây giờ đã là thuyền trưởng của một con tàu tư nhân chạy ven biển rồi đấy. Vâng, em cũng được cậu em kể cho nghe rồi anh ạ. Việc của cậu được, nhiều đêm mình cũng đang nghĩ, âu cũng là số phận. Từ một đứa con rơi, lang thang kiếm sống, nhưng tưởng cậu ấy về với chúng ta sẽ có một môi trường tốt cho cậu ấy, nhưng bỗng dưng lại có một ông bố giàu sụ. Kể ra thì lận đận, cũng có ngày thái lai nhỉ. Vâng, nhưng em nghe nói cậu ấy không nhờ vả gì vào ông bố Quốc Đông đâu anh ạ. Vậy sao? Nếu thế thì quả là chuyện lạ đấy. Em gửi anh. Mình xin nhé. Cảm ơn. Đi thôi em. Thế nào, anh đã nhìn kỹ chưa? Rồi, trước khi xa hẳn. Nhanh thật đấy, mới thế mà đã 4 năm, biết bao những kỷ niệm buồn vui dưới mái trường. Thôi nào, anh lại sắp làm thơ rồi đấy. Thế em đã nhận quyết định chưa? Rồi, về trung tâm cứu nạn hàng hải. Khu vực nào? Khu vực 1. Cái gì? Anh cứ tưởng em đã nộp đơn xin về khu vực 2. Nhưng cấp trên không cho. Có thế thôi mà mặt đã thộn ra rồi. Tức là khu vực 2. Có thế chứ. Thế bao giờ thì chúng ta đi nhận nhiệm vụ? Ngày mai. Nhưng bây giờ anh muốn anh và em, chúng mình cùng đi thăm lại những nơi đầy kỷ niệm thời sinh viên, đi nhá. Vâng. Đi. Vâng ạ. Anh Đàm. Anh đang nhớ em nào mà tâm trạng thế? Công việc sao rồi? Xong hết rồi anh ạ. Em làm xong mọi thủ tục rồi. Có cả giấy nhận phòng đây này. Cái gì? Giấy nhận phòng là sao? Thì mình ở đây cả tháng trời, phải tính chỗ nghỉ chứ anh. Mình tưởng là mình về ở nhờ ở trung tâm khu vực 1 cơ mà. Em cũng tưởng là như thế, nhưng nhà trường thu xếp chỗ ở cho các học viên ở tỉnh xa nên em đăng ký luôn. Ở đây vừa gần phố xá lại tiện đi lại anh ạ. Cũng hay đấy, cậu tính giỏi. Thế tiếp theo thế nào nữa đây? Em tính thế này, anh xem có ổn không nhá. Bây giờ anh em mình về nhận phòng này, chiều nay lang thang ra phố phường, tối cà phê cà pháo, rồi sáng mai vào nhập học. Ok không anh? Quá ok chứ. Nào đi thôi. Em quên mất, chưa hỏi ký túc xá ở đâu. Anh đợi em một tí nhá. Thôi thôi thôi, khỏi cần. Ông quên mất tôi là cựu học sinh trường này rồi hay sao? Theo tôi.
đi. Vậy ra năm nào cũng đúng ngày này anh đều đến đây để đặt vòng hoa ư? Cũng không hẳn như vậy, nhưng cứ đến ngày này có điều kiện là mình xuống đây ngay. Thảo nào em thấy anh mọi năm cứ xin nghỉ phép vào đúng ngày tháng này. Em tò mò một chút, chắc anh có nhiều kỷ niệm ở đây lắm phải không ạ? Ở đây đã chứng kiến tuổi trẻ của mình. Hơn nữa, ở đây cũng là nơi rất nhiều đồng đội của mình đã ra đi. Nơi chúng mình đang đứng đây là nơi trú quân của đoàn tàu không số. Mấy cái cọc xi măng kia là nơi neo tàu của bọn mình. Còn kia là các kho khuôn khí nằm chờ bọn mình bốc xuống tàu chuyển vào miền Nam. Cậu có thấy không? Mình may mắn hơn nhiều người là đã còn sống và đứng đây để tưởng nhớ đến họ. Những người đồng đội đã vĩnh viễn ra đi. Kìa anh, cũng có người đến đặt vòng hoa như chúng ta. Có phải là đồng đội của anh không? Lại là hắn à? Quốc Đông. Chính là Quốc Đông anh ạ. Mở resort ở đây là rất lý tưởng. Đúng là hắn rồi. Kẻ phản bội Đào Mũ vẫn chơ cháo dám vác mặt đến đây à? Hình như hắn cũng nhận được chúng ta anh ạ. Thôi kệ hắn, đi đi. Phía xa kia là sân gôn, ta sẽ mở khu resort ở chỗ này. Đằng này là khu spa và tắm bùn. Có chuyện gì thế anh? Hình như là họ muốn tránh mặt anh. Đúng vậy, kệ xác nó. Ta đi thôi. Mọi thủ tục với địa phương tôi sẽ lo chu đáo. Chỉ chờ các ông rót tiền sang là chúng ta sẽ tiến hành. Bãi biển ở đây đẹp quá anh nhỉ? Hồi chiến tranh, đây là bãi biển đẹp nhất nhìn miền Bắc đấy. Nhưng gần cửa sông cho nên nước biển rất đỏ. Anh à, vừa rồi gặp tay Quốc Đông, chắc là anh không vui. Mà hình như trước đây hắn cũng là lính tàu không số phải không anh? Đã từng là lính tàu không số. Nhưng hắn đã hèn nhát đảo ngũ. Chuyện là như thế nào hả anh? Chuyện là như thế này. Ấy, dạ. Nhẹ tay cho các đồng chí. Anh yên tâm. Này, có biết không, bao nhiêu công sức tiền bạc bỏ ra mới có một chuyến hàng để chuyển vào Nam đấy. Thật à? Cậu không biết thật sao? À, đúng rồi, cậu chưa ra khơi lần nào nên không biết đấy thôi. Cả một chuyến tàu chở đầy đạn dược vũ khí thế này mà rơi vào tay địch thì hóa ra gậy ông đập lưng ông à? Làm gì có chuyện đấy. Nếu chẳng may tàu ta rơi vào tay địch thì trước khi rơi vào tay địch tao cho tàu nổ tung luôn. Nghĩa là ta phải hy sinh à? Đúng thế, ta hy sinh thì địch cũng tan xác pháo. Đồng chí Vũ. Có. Đồng chí đi theo tôi. Đó.
vậy đó. Hắn vì câu nói đùa của mình mà hoảng sợ bỏ chạy khỏi hàng ngũ, giờ lại còn đến đây giả nhân giả nghĩa. Giá như có thế giới bên kia thật thì đồng đội của mình sẽ không để cho hắn yên đâu. Thì ra là vậy. Thảo nào, nếu được anh cho phép, em xin nói ra ý kiến của mình, được không ạ? Ừ, nói đi, mình cũng muốn nghe mà. Theo em, chiến tranh đã qua, mình cũng nên khép lại quá khứ để sống với tương lai chứ anh. Chứ cứ giữ quan điểm nghiệt ngã quá thì khó sống anh ạ. Chẳng hạn như em ấy, cũng vừa gặp phải một chuyện như thế. Giá như em có thể làm lại được thì chắc chắn cậu Đường sẽ không bỏ tàu xa ra đi như vậy. Về lý thuyết thì có lẽ cậu đúng, nhưng cuộc sống khác xa với lý thuyết, nhất là đối với những người như mình và cậu. Tôi biết là cố chấp, nghiệt ngã với bản thân, nhưng khó sửa quá. Có lẽ mình xưa rồi, nhưng cậu là người đương thời, cái góc nhìn phải thoáng hơn, nhưng quan trọng hơn là phải trung thực với chính mình. Cảm ơn cậu, cậu thẳng tính lắm. Vâng, em biết. Đôi khi cái tính thẳng của em cũng là điểm yếu của em đấy anh ạ. Vậy thì phải sửa. À, nhân đây cậu gọi điện cho cậu Đàm và cậu em phi ra đây nhậu một bữa. Mình khao. Ôi, được thế còn gì bằng. Để em gọi luôn cho cậu ấy. Ngày mai nó mới nhập học cơ mà. Alo, Đàm hả? Dạ, kế hoạch bây giờ là xin mời hai đại ca lên nghỉ ạ. Rồi đến buổi chiều em sẽ cho xe đón hai đại ca đi Thủy Nguyên xem đất và đối tác. Ngay sau khi đó, tối nay... Thôi, việc đó tính sau. Còn bây giờ thì ông bạn Chin Su của chúng ta có một tính rất xấu. Đó là thích gái Việt Nam. Dạ. Về khoản này, cậu phải giúp đấy. Vì con gái Việt Nam rất đẹp, quá hấp dẫn mà. Về việc đấy, em đã lo chu toàn cả rồi ạ. Bây giờ xin mời các đại ca cứ việc lên gác, đã có gái đẹp nằm chờ ạ. Dạ, toàn hàng miễn chê đấy ạ. Dạ. Theo ngạn ngữ của chúng tôi thì đồ ngon không nên để lâu. Có khi tôi xin phép các vị, tôi về phòng trước. Chào vâng ạ. Xin mời anh cứ tự nhiên ạ. Đi trước. Dạ, mời anh cứ tự nhiên. Anh ơi, ông bạn Hàn Quốc này có vẻ thuộc nhóm máu dê. Đã là thằng đàn ông thì thằng nào mà chả có thứ máu đấy. Cái quan trọng ấy là có biết giấu đi hay không thôi. Mà Chin Su là loại không biết giấu. Nào, tình hình thực tế vụ này ra sao? Ngắn gọn, theo cậu thì xác suất thành công là bao nhiêu? Theo em đánh giá thì đạt tới 99% đại ca. Vì em theo lệnh của anh theo vụ này quá lâu để đủ hiểu vấn đề rồi. Còn ngắn gọn thì bọn nó thiếu vốn, gọi đầu tư mãi không được. Mà bọn này toàn cá tép riu nên không thành công. Nhưng ngay lúc này, ta gặp và xuống tay ngay thì sẽ thành công ngay lập tức đại ca. Nhưng cậu dựa vào cơ sở nào để đưa ra nhận xét như vậy? Kìa đại ca, thì hơn một năm nay anh trả lương cho bọn em theo dõi vụ này là công cốc à? Anh quên là anh đã cài em vào ban quản lý dự án rồi. Hỏi đùa cậu thế thôi. Tôi cũng có thông tin riêng nên mới vội bay ra ngoài này, tiện thể kéo bọn Hàn Quốc kia vào để cho nó có tính quốc tế. Vụ này coi như đã lọt vào tay tôi rồi. Giờ chỉ còn việc thủ tục thôi mà. Nếu công việc ngoài này xong xuôi, tôi sẽ giao cho chú làm chùm khu vực này. Em biết đại ca là người trông xa nhìn rộng, lại còn biết dùng người nữa chứ ạ. Thôi, đừng nói cái giọng ấy nữa. Cậu phải tập ăn nói, đi đứng đàng hoàng, cho ra dáng một vị tổng giám đốc đi là vừa.
Dạ, em sẽ nghe anh ạ. Thôi, tôi cũng đi nghỉ đây. À mà này. Dạ. Tôi có một việc, muốn nhờ chú giúp. Dạ, anh cứ nói em sẽ làm ngay. Rồi, lại hấp tấp và xử sự như bọn đường phố. Cậu có biết tôi nhờ cậu việc gì đâu nào? Dạ, dạ, đại ca cứ nói ạ, việc gì làm được thì em xin làm ngay. Tốt, phải biết thích ứng và xử sự như vậy. Vâng. Cậu cố gắng đi. Dạ vâng. Còn việc tôi muốn nhờ cậu giúp tôi thì... Cậu có biết mấy thằng thủy thủ tàu xa không? Dạ, em biết rồi ạ. Anh muốn em làm gì bọn nhóc ấy? Đấy, như thế đấy, cậu có làm được không? Giời ơi, việc lớn em còn làm được, huống chi việc này nhỏ mà anh. Nhuộm đen thì dễ, chứ tẩy trắng thì... Im miệng. Việc này, chỉ có tôi biết, cậu biết. Cứ như thế mà làm. Dạ, em sẽ cho tiến hành ngay ạ. Bây giờ mời anh lên nghỉ ạ. Trên ấy đang có hai em chân dài, đẹp hơn hoa hậu, đang chờ hầu hạ anh đi ạ. Cái gì? Cả hai cơ à? Dạ, em vẫn biết đại ca luôn là người muốn khám phá những cảm xúc mới lạ. Alo, chúng mày đang ở đâu? Lệnh tập trung. Mình sang bên kia đi anh. Đây ạ, mình vào đây kia ạ. Này, ký túc xá ở đây rất tốt. Khang trang, sạch sẽ và lại rất thuận tiện nữa. Anh thấy ở cũng ổn anh ạ. Chị cho tôi gọi nước uống với ạ. Thoáng quá. Canh dùng gì ạ? Dạ, canh uống gì ạ? Em cho anh một cốc cà phê có đá nhé. Chị cho một cà phê sữa đá nhé. Vâng. Cho một cốc nước cam nhé. Vâng ạ. Tôi cũng thế. Vâng. Canh chờ một lát ạ. Hai. Nhìn gì mà cứ chăm chăm thế? Em nhìn thôi mà, có gì đâu. Mà em cũng chỉ thưởng thức cái đẹp thôi mà, phải không hay thủ trưởng? Được chứ, con người ta luôn vươn tới cái đẹp cơ mà, phải không anh? Đúng, đã là người thì phải biết nhận biết cái đẹp, đúng không? Tớ nhất trí với cậu. Đấy, anh đàm thấy chưa? Này, này. Anh. Hả? Anh đang nhìn cái gì đấy? Mình cũng chợt nhận ra, cách đây khoảng một năm, mình đã ngồi ở chỗ ghế đá kia trong một buổi tối mùa đông lạnh giá. Em nào đấy? Hả? Em nhớ ra rồi. Có phải có lần là anh lặn lội ra tận đây để tìm chứng cứ minh oan cho tàu mình, đúng không? Hôm ấy, bọn bạn trên tàu vốt cô của tớ hẹn với tớ đi nhậu. Nhưng mà hôm đấy bọn nó bị về muộn, cho nên mình phải ngồi đấy đợi. Nhanh thật, mới thế mà đã gần một năm rồi. Có phải tại nơi đây cậu đã gặp cô gái giúp cậu tìm ra chứng cứ giải oan cho tàu sai bị tư? Vâng, chính như này anh ạ. Trước mình có nghe loáng thoáng chuyện cậu ra tận đây để điều tra, nhưng tuyệt nhiên không biết là cậu nhờ ai để tìm ra chứng cứ. Hãy kể cho bọn mình nghe đi. Nào. Đúng rồi, anh Đàm kể đi. Hôm ấy trời cũng đã tối rồi, như đã hẹn với bọn bạn thầu vút cô là ra đây ngồi nhậu. Mình mới bắt xe buýt ra đây, nhưng không ngờ bọn nó bị về chậm khoảng một tiếng, cho nên mình mới ra kia ngồi chờ.
Anh ơi, sao ngồi một mình thế? Vui vẻ không? À, không, tôi không có nhu cầu ấy. Chồng anh không phải là khách du lịch đúng không? Vâng, tôi là thủy thủ đi biển. Cái gì? Thủy thủ đi tàu lên bờ mà lại không có nhu cầu vui vẻ á? Anh làm em khó tin quá. Sao lại khó tin? Không lẽ cô nghĩ dân thủy thủ chúng tôi đều là như thế sao? Thì đại đa số vẫn thế. Các anh lênh đênh trên biển lâu ngày, giờ lên bờ cũng phải vui vẻ chút chứ. Em thấy cũng bình thường mà. À, em thấy anh hình như có việc gì phải suy nghĩ đúng không? Hay anh hẹn hò ai đấy? Không, bỗng dưng tôi thích ngồi một mình thôi. Thích ngồi một mình? Lạ thật đấy. Có gì đâu mà lạ. Đôi khi con người cũng phải đối diện với chính mình chứ. Anh nói hay thế. Em ngồi đây với anh được không? À, không sao, mời cô. Nhưng tôi cũng đang thấy làm lạ vì cô đấy. Lạ gì hả anh? Theo như tôi được biết, thường thì các cô gái làm nghề như cô bao giờ cũng có chủ, tức là người quản lý ấy. Ở khách sạn hay nhà nghỉ đàng hoàng, vậy mà tại sao cô phải đi tìm cách ở tận ngoài này? À vâng, cách đây một tháng thì đúng thế. Nhưng bây giờ em tự do rồi, làm ăn cả mà anh. Ơ kìa em, anh đã nói rồi mà. Thói quen của em thôi, để em mặc vào nhé. Ừ, mặc vào. Thôi kệ, em cứ để thế này, biết đâu tí nữa anh lại thay đổi ý định, lại vui vẻ với nhau thì sao? Không, em hãy mặc quần áo vào đi. Alo, Hùng đấy à? Mình đang ở bãi biển. Chưa có thông tin gì. Có gì mình sẽ gọi cho cậu. Nói chung là bọn thủy thủ tàu vút cô nó kín tiếng lắm. Có tin gì mình sẽ gọi cho cậu ngay. Phòng này sạch sẽ anh nhỉ? À, mình uống bia nhé. Quê em ở đâu? Quê em ở xa lắm. Chỉ dạt toàn núi là núi thôi. Vậy duyên cớ nào mà cuộc đời lại xô đẩy em đi làm thế này? Cũng có nhiều lý do lắm. Tóm lại là do nghèo mà nhà em lại đông con, nên em phải đi làm việc này để giúp gia đình thôi. Giúp gia đình? Vậy là gia đình em cũng biết em làm thế này ư? Không, bố mẹ và gia đình em tưởng em xin được việc làm ở trên này, vì hàng tháng em vẫn gửi tiền về. Thậm chí bố mẹ em còn tậu được cả 2 con bò. Là do tiền em gửi về đấy. Vậy là em giỏi đấy. Chứ anh tưởng ăn chơi hết tiền rồi chứ. Mà em cố gắng dành dụm rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Vâng, em cũng biết điều đấy mà. Thế đấy, chuyện chỉ có vậy. Em không tin. Chẳng lẽ anh lại giỏi đến thế? Thế anh phải làm thế nào để cho em tin đây? Ấy đấy, sự khác biệt giữa hai thế hệ đấy cậu em ạ. Còn riêng mình tin cậu Đàm. Vâng, em cảm ơn anh. Nhưng sau này nhiều lúc ngồi nghĩ lại, em cũng không hiểu nổi em nữa. Sự từng trải và lòng nhân ái của con người đã qua tôi luyện sẽ giúp cho mình có một cách ứng xử như vậy. Tớ tin câu chuyện cậu kể là có thật. Thực sự là em vẫn chưa thông lắm ạ. Hay nói một cách khác là cái lý do đó vẫn chưa thuyết phục được em ạ. Em xin lỗi anh, xin lỗi thủ trưởng. Có thể để em giải thích rõ hơn được không ạ? Được chứ. Hiện tại ngồi đây mình cũng như các cậu thôi.
nói đi. À, thực sự là mình cũng rất muốn nghe ý kiến của các bạn trẻ trong trường hợp này như thế nào. Đúng không kia? Đúng thế nhỉ. Cậu nói đi, chúng mình lắng nghe. Vâng, theo quan điểm của em thì em thấy hơi lạ. Trong câu chuyện anh Đàm kể lại có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Cậu nói đi. Mâu thuẫn là nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở chỗ kia, tức là anh chỉ ngồi nói chuyện với cô ấy thôi thì không sao. Nhưng lần này anh lại theo cô ta vào nhà nghỉ, tức là anh cũng muốn. Nhưng mà khi cô ta cởi quần áo ra thì lại dừng lại và không có cảm xúc gì. Hay là cô ấy hơi bị ô mai xấu quế lọ để rồi anh không có cảm xúc gì cả. Ngược lại cô ấy rất xinh. Còn nói về cảm xúc thì cậu em yên tâm, anh vẫn là thằng đàn ông 100%. Nhưng bỗng dưng khi cô ấy cởi quần áo thì tôi cảm thấy không còn một chút cảm xúc gì cả. Sau lần ấy cậu có liên lạc hay gặp lại cô ấy không? Chưa một lần nào. Nhưng em vẫn lưu lại số máy của cô ấy. Dù vài lần em bị xóa đi, nhưng nghĩ sao em lại thôi. Thế cô ấy có gọi cho anh không? Cũng có thời gian đầu cô ấy gọi nhưng mình không nghe. Nhưng sau khoảng 7-8 tháng bao nhiêu không thấy cô ấy gọi lại. Về với mình cậu ạ. Vậy anh cho em số cô ấy nhé. Để cậu làm gì? Thì em gọi cho cô ấy với lý do là thay mặt cho nhóm thanh niên chưa vợ của thủy thủ tàu xa gửi lời cảm ơn cô ấy, được không anh? Thank you.